驻越南代表石瑞奇协同台商前往河内市白梅医院，致赠由台湾精品采购的越南时令水果。台湾 Essence 是代表台湾产品创新形象价值的一个标章。我们购买因为 COVID-19 有一点点滞销的农产品，包括非常良好的三罗省的芒果，还有龙安省的火龙果，我们来以实际的行动致送给我们白梅医院的抗疫先生、抗疫女士们，表示我们的敬意。我们知道火龙啊，农业的一些辛苦啊的一个耕种，那为了疫情关系啊，面临到很多重大的一个变数。那总会这边听到这个问题，一定不遗余力会来协助啊。台湾采购越南水果，希望照顾农民生计，同时为当地医护打气。受赠方白梅医院感谢台湾的爱心，也期盼台越未来能有更多的医疗交流。Biệt là hôm nay thì cũng được nhận những cái món quà của phía Bộ Công Thương kết hợp với công ty phía Đài Loan về những nông sản để ủng hộ nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch. Mình vô cùng xúc động bởi vì đây cũng là một về món quà thứ nhất là về tinh thần, cái thứ hai là nâng cao sức khỏe cho các nhân viên y tế để tiếp tục sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Và bản thân tôi cũng đã vinh dự, cũng được mấy lần được sang Đài Loan để là tham dự các hội thảo khoa học về gan, nghiên cứu về gan mật này, về các bệnh về truyền nhiễm. Và chúng tôi nhận thấy rằng là đất nước Đài Loan rất là xinh đẹp và người dân rất là mến khách, hùn hậu và cũng rất là giỏi chuyên môn để có thể cùng hợp tác để tìm ra các phương pháp điều trị tốt nhất.疫情下送暖，爱心不间断。台湾和越南也持续展开经贸交流。近三个月，台湾精品行程满档，一系列活动将在线上进行。